Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 thường. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan, Unit 2 Making Arrangement, bài số 9 là mã, trang 14. Rồi chúng ta điền những cái từ này vô này. Chúng ta có who là ai, carry là cầm, là mang, là xách, coins là tiền xu, might là có thể, need là cần, to located là đặt để định vị, no là không, travel là đi lại, less là ít. Để chúng ta dịch này. Ngày nay bạn không cần thiết phải ở nhà. Vậy chúng ta sẽ điền cái từ need vào đây. Nowadays you don't need to be at home or at the office, hoặc là ở cơ quan, to use the telephone anymore. Ngày nay bạn không cần phải ở nhà hay ở cơ quan để sử dụng điện thoại nữa. Cái từ anymore này các bạn sẽ dịch là nữa. Mobile phones, điện thoại di động, also known as cellular phones, còn được biết đến với cái tên khác là cell lunar phone, ok. Không có là điện thoại không có dây. Ở đây sẽ là no wire. Cái từ wire này là dây này nhé. Số 2 chúng ta điền no vào. Tiếp theo, bạn có thể mang theo, cầm theo, đó là carry một cái in your pocket, trong túi của bạn, or keep one in your car, hoặc là giữ một cái trong xe ô tô. A call from, một cuộc gọi từ một cái mobile phone sẽ đi, cái từ travel là đi dọc theo cái sóng radio tới cái trạm phát mà đặt ở một cái nơi khác, cái từ located là đặt ở nơi khác này. From there, từ đó cái tín hiệu radio sẽ kết nối với chúng ta xài chu ở đây cái hệ thống điện thoại thông thường. Với một cái mobile phone thì ai cũng có thể lái xe và nói chuyện, và còn có thể vừa lái xe và vừa điện thoại nữa. Điều này có nghĩa là ít lãng phí thời gian hơn. Ở đây chúng ta sẽ xài từ less. You don't have to look for a phone booth or use coin to make a call. Bạn không cần phải tìm kiếm một cái trạm, một cái điện thoại công cộng và hoặc là sử dụng tiền xu để gọi. So remember, hãy nhớ rằng next time you are at the beach, bạn có thể ở biển hoặc là riding your bicycle, hoặc là đang đạp xe đạp của bạn, thì bạn vẫn có thể có cuộc gọi cho bạn, ok. Cái từ might này là có thể này. There might be a call for you, ok. Rồi câu số 1 là nick, số 2 là no, số 3 là carry, số 4 là travel, số 5 located, số 6 to, số 7 là who, số 8 là less, số 9 là coin, số 10 là might.